Hàng làng khổng lồ được phát hiện trong trường học, rắn hổ mang độc xuất hiện trong công viên, chồng tôi thậm chí còn ôm con khỉ đột và gọi nó là Fat Tiger. Rất nhiều quái vật phá hoại thị trấn, ai phải chịu trách nhiệm? Anh điên Fulian giàu có và giàu có trình diễn du lịch vườn thú, TV màu lớn 40 inch dành cho ta đã ngã xuống trước khi kịp cưỡi ngựa. Lang béo không còn cách nào khác đành phải giúp đỡ, nhưng Shizuka nghĩ, Nobita muốn con chó của cô ấy nếu cậu ấy không thể lấy được người của cô ấy. Lúc này Tiểu Phúc và Hổ Béo tới, con thú cưỡi trước đó đã được hai người nhặt lên. Tôi thấy Perolus cũng đang đeo dây cương. Shizuka không ngần ngại, bỏ rơi Nobita lần nữa, bay đi cùng chồng hổ. Tôi lại chứng kiến vợ mình bỏ trốn theo người khác. Nobita chỉ có thể rút giận lên Lang Béo. Bạn, nếu bạn cũng có khả năng lái xe này, bạn muốn cưỡi con vật nào nhất? Đây chính là phòng cưới của người tương lai, không chỉ có đủ không gian bên trong mà còn có máy lạnh riêng. Điều quan trọng nhất là nó cũng được mẹ chứng minh. Mọi chuyện bắt đầu sau giờ học vào một ngày nọ. Nobita lục lọi cặp sách của mình nhưng không tìm thấy bài kiểm tra được đưa cho cậu. Mẹ kết luận Nobita là cậu bé hư, hay nói dối, hãy để anh ấy suy ngẫm về chính mình. Bầu trời đã tối và trái đất đã tối, hãy để nó bị phá hủy hoàn toàn. Giữa mẹ và con không có sự tin tưởng cơ bản nhất sao? Nhưng ngay cả Lang Béo cũng không tin Nobita. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng của Nobita. Anh quyết định đến và bỏ nhà đi, nhưng nhìn ngoài trời mưa to. Hơn nữa, tôi nghe nói tối nay mẹ tôi sẽ làm một bữa thịnh soạn. Đại Hùng yếu ớt hỏi, có thể chạy trốn khỏi nhà mà không cần rời khỏi nhà. Làn sóng ngôn ngữ và văn học này diễn ra khá nhanh. Fatty Blue lấy ra nhà ốc. Đừng nhìn hình dáng của ngôi nhà này, nó hơi kỳ lạ, nhưng đó là một không gian riêng tư tuyệt vời. Chỉ cần đặt mông của bạn ở lối vào, nó sẽ phá vỡ toàn bộ cơ thể của bạn. Nobita bị gãy xương nhưng không chết, đã dành rất nhiều thời gian trong căn phòng có giường cỡ kiên có máy lạnh này, đã khen ngợi 5 sao. Khi mẹ tôi đến hỏi lần nữa, tôi thấy Nobita hành động như một con ốc sên với cái đầu bị teo lại. Cử chỉ hào phóng của mẹ, chỉ cần bạn xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng con vịt ép được to lớn có cái miệng cứng trắng và nhanh chóng trở về vỏ của mình. Mẹ cũng muốn bắt đầu chế độ trao giảng, nhưng lớp vỏ này hoàn toàn cách âm. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay người và rời đi. Và với sự phù hộ của lớp vỏ bên ngoài, Nobita, bây giờ tôi cảm thấy khá tự tin ở bất cứ nơi nào tôi đi. Anh ấy đến phòng khách và dọn sạch bữa trà chiều của mẹ tôi, và trốn thành công vào trong vỏ chỉ một giây trước khi mẹ tôi ra tay. Mẹ tôi muốn phá hủy nó một cách thô bạo, nhưng ngay cả một quả bom nguyên tử cũng không thể dễ dàng phá hủy được thứ này. Không ngờ Nobita lại đá thẳng vào mặt Nobita, vui đùa trong rừng sau lưng mẹ và gây thù hận dọc đường. Tên cũng hay đấy, anh đã chặn đường hành quân của tôi. Mẹ tôi giận quá nên ra ngoài đi dạo. Cách Nobita canh giữ ngôi nhà của mình khiến người qua đường bị sốc. Chỉ cần nói đó là một chỗ dựa tốt. Khi đã ở trong tay Nobita, bạn có thể tận hưởng cảm giác của thế giới ngầm. Đúng lúc này, một cậu bé chuyển phát nhanh đến giao hàng. Sau khi Nobita cắt trâu thành công, tôi thậm chí còn cân nhắc việc nói với bạn bè rằng tôi sẽ chuyển đi. Nhưng tin tức vẫn chưa lan truyền. Nobita biến thành ốc sên và bị hai chồng hổ bắt được. Hai người không khỏi thở dài một tiếng. Nobita thực sự dùng hành động để chứng tỏ mình chậm chạp. Nobita không phải là kẻ hèn nhát khi sở hữu một ngôi nhà. Câu trả lời khiến cả hai tức giận. Si đã tung cho hai người tổng cộng 99 và 81 cú đấm, nhưng con hổ và người chồng đều kiệt sức. Nobita không hề hấn gì. Thế là cả hai quyết định tung ra chiêu thức kết hợp cú đấm siêu kép. Sau đó chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau khi hai người rời đi, trời bắt đầu mưa to. Mẹ tôi không thể chịu nổi khi về đến nhà, nhưng Nobita đã kiên quyết từ chối. Mẹ tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi Nobita, người đàn ông thứ 6. Lang Béo chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, thế nên cậu đã tìm đến Nobita với hy vọng có thể để nó yên. Nhưng Nobita, một cậu bé chậm phát triển trí tuệ, lại nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng. Cùng lúc đó, Shizuka đến nhà Nobita. Tôi nghe nói chồng tôi đã chuyển đến phòng cưới tương lai của họ. Mọi người đều bị sốc. Shizuka gọi Nobita bằng giọng yêu thương. Sau đó cậu trả lại cuốn sổ đã mượn của Nobita, và trong cuốn sổ có bài viết của Nobita. Bây giờ sự thật cuối cùng cũng lộ ra. Nhận ra mình đã hiểu lầm mẹ Nobita, cô đã chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng Nobita kiên quyết từ chối, vì làn sóng tác hại vô hình này đã làm trái tim anh tổn thương sâu sắc. Nobita có rất nhiều ý tưởng nho nhỏ, nhưng cậu muốn thương lượng các điều khoản với mẹ mình. Ví dụ, không cần phải học cách nằm thẳng, tôi phải lo ba bữa thịt nướng nhỏ mỗi ngày. Không ngờ mẹ tôi lại đồng ý với những điều kiện khắc nghiệt như vậy. Nhưng khi Nobita bước ra khỏi nhà ốc, mẹ giật tờ giấy kiểm tra bằng tay trái. Quả nhiên, gừng già vẫn cay hơn. Làm sao bạn dám thương lượng các điều khoản ngay cả khi bạn đạt điểm không trong bài kiểm tra? Vì thế, tại sao Shizuka lại mượn vợ của Nobita, người bị điểm không trong bài kiểm tra? Đây là một lưỡi câu thần kỳ, người ta nói rằng nó đã được sử dụng. Bạn có thể bắt được Domain, chồng tôi đam mê câu cá từ khi còn trẻ, và thành tích của anh ta có thể được mô tả là gian lận bằng mọi cách. Rốt cuộc, ba chiếc cần câu lõi cứng đằng sau anh ta, chỉ cần mua một biệt thự lớn là đủ. Những kẻ hèn mọn như Nobita chỉ có thể bắt cá vàng ở hội chợ chùa. Nobita chưa bao giờ thắng trong một cuộc cãi và chắc chắn sẽ thua trong một cuộc cãi vã. Trở về nhà chán nản, tôi thấy bố tôi cũng bị chế giễu, bởi vì đồng nghiệp của anh ấy bắt được một con cá lớn nên anh ấy đã cọ xát xuất hiện trước mặt bố. Nhìn biểu hiện táo bón của bố, Nobita nóng lòng muốn đi lên và đưa nó cho đồng nghiệp của mình. Hãy đến và đụ một ông già để bố thực hiện được ước mơ bắt được cá lớn. Lang Béo lấy ra lưỡi câu phóng đại. Chừng nào bạn còn mắc phải lưỡi câu này, kích thước cơ thể của cá sẽ gấp nhiều lần kích thước ban đầu của nó. Fatty Blue đã điều chỉnh thang đo lên 10 lần. Sau đó tôi bắt được con cá vàng nhỏ từ bể cá của mình. Nobita có được một con cá vàng cực lớn. Sau đó lấy ra giấy Gyotaku ăn liền. Chỉ cần đặt cá vào trong một giây, bạn sẽ nhận được các vết xác có kích thước bằng nhau. Chỉ cần tháo lưỡi câu, cá vàng sẽ trở lại kích thước ban đầu. Vì chưa có tiền lệ bắt cá vàng để khoe, Nobita và cả hai đi tìm mẹ. Tôi muốn một con cá biển. Tiếc là họ đến không đúng lúc. Cá biển từ lâu đã trở thành món ngon thơm ngon, nhưng để bố tôi phản công và trở thành vua câu cá.
hai người đi qua cánh cửa nào cũng đến nhà chồng tôi, chơi đùa với cá bằng tay. Cuối cùng bố tôi bị tra tấn khắp người, trước khi đồng nghiệp của tôi muốn chạy trốn trước. Mang lại tin tốt, đây là vết cọ sát của một con cá dài 1 mét. Chứng kiến làn sóng nội thương này đánh thẳng vào tim, gan, lá lách, phổi và thận của đối phương, bố vui vẻ nói, vâng, đây là con tôi bắt được. Thật đáng tiếc khi bố gặp phải một tên xã hội đen. Bên kia đưa ra lời thách thức câu cá cho bố tôi, như một hình phạt cho kẻ thua cuộc. Anh ấy thực sự đã phải dùng lỗ mũi để ăn ramen. Vào ngày diễn ra trận chiến quyết định, Nobita và cả hai đã đến thăm địa điểm từ trước. Tôi tình cờ gặp chồng tôi đang chiến đấu cật lực ở đây, với chiếc cần câu cao cấp nhất được chuyển từ Pháp sang. Anh bắt được một con cá khô nhỏ. Nghe nói tôi và Nobita cũng tới đây để câu cá, người chồng khuyên Nobita, khoảng cách về sức mạnh là không thể vượt qua. Sau đó anh ấy bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Người ta kể rằng một con quái vật biển hung dữ đã từng xuất hiện ở đây. Điều quan trọng nhất là nó chỉ ăn thịt người có IQ âm. Kết quả là Dacian nhanh chóng nhận ra danh tính này. Tôi sợ hãi đến mức ném mình xuống đường ngay tại chỗ. Nhưng khi biết được đây là lời nói dối của Tiểu Phúc, Fatty Blue quyết đánh bại lời nói dối bằng lời nói dối. Thế là giây tiếp theo, người chồng vừa lấy máu đầu tiên, tôi nhìn thấy một con cua có móng vuốt khổng lồ dài 40 mét trên đầu. Người chồng hét lên. Sau khi để lại sự cọ sát của riêng bạn, tôi vào số 5 và dầu chảy ra sàn. Và đúng lúc này bố cũng đến. Dù chiến tranh chưa bắt đầu nhưng mùi thuốc súng đã tràn ngập khắp nơi. Đồng nghiệp của tôi thậm chí còn chuẩn bị trước một hộp ramen cho bố tôi. Hai người họ lang béo cũng bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Họ nhét một ống thông khí vào mũi. Bằng cách này bạn có thể thở thoải mái dưới nước. Nhưng mặc dù hai người đã tìm thấy lưỡi câu của cha mình, nhưng mồi của bố cũng giống như đồ ăn đường phố. Con sẽ không cắn câu đâu. Nhìn lại những đồng nghiệp của mình, có thể nói đó là một vụ thu hoạch lớn. Lần lượt, không ngừng nghỉ, để thuyết phục những đồng nghiệp gây rắc rối, Béo Lan trực tiếp thay lưỡi câu của bố. Tôi hy vọng hộp số tự động có thể được thay đổi thành hộp số tay. Thế là bố đã câu được con cá dài 3 mét. Ai bảo Fatty Blue tăng độ phóng đại? Tôi nghe nói bố tôi câu được con cá dài 3 mét. Đồng nghiệp cười, đã nói, hãy tôn trọng đối thủ và đừng nói dối. Béo Lan muốn vặn nhỏ độ phóng đại, có thể làm việc dưới nước. Nó thực sự khiến người đàn ông béo xanh không có ngón tay bối rối. Cùng lúc đó, bố kéo cần câu, Béo Lan giật mạnh trái tay anh ta. Kết quả là lưỡi câu đã bị hút vào đầu Lan Béo. Tôi nghe nói bố tôi bắt được một gã to lớn và đồng nghiệp của ông đã đến giúp đỡ. Nhưng với sự nỗ lực của hai người, tuy nhiên tôi không nhìn thấy con cá lớn. Thay vào đó, tôi nhìn thấy một con quái vật hói mặt to. Các bạn ơi, cho đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra ve sầu là loài côn trùng đẻ trứng, xây tổ ở độ cao lớn. Mọi chuyện bắt đầu từ việc một nhóm người nhỏ bé dễ thương bắt ve sầu, nhìn người khác bắt ve và được mùa bội thu. Nobita cười điên dại, hà, chỉ có trẻ con mới chơi những trò trẻ con như bắt ve sầu. Nhưng thực tế đã giáng cho Nobita một đòn nặng nề. Không phải Nobita không thích bắt ve sầu, chỉ là Nobita hèn nhát và kỹ năng kém thôi. Hoàn toàn không có gì có thể so sánh được với những cặp đôi cao cấp, xứng tầm đỉnh cao đó. Thế là Nobita chợt nảy ra một ý nghĩ, anh ấy thực sự đã làm một cái tổ cho chính mình, đặt nó trên cây. Tôi hy vọng ve sầu có thể sống ở đây, hãy để anh ấy nhận ra sự tự do bắt ve sầu. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, đánh thành công điểm cười của chồng. Không biết nên nói Nobita thông minh hay ngu ngốc. Rốt cuộc, tôi đã học nó ở trường mẫu giáo. Ve sầu lớn lên trong đất, Siafu quyết định nói cho thế giới biết về 8 suy nghĩ của Dacian Danger, biến anh ta thành trò cười. Nhưng giây tiếp theo, người chồng thực sự đã thực hiện được kỹ năng thần kỳ tự lập bằng một chân. Bởi vì Lan Béo đã gài bẫy Tiểu Phúc bằng khẩu súng cố định của mình, tôi hy vọng sẽ tận dụng thời gian này để nghĩ ra biện pháp đối phó. Béo Lan lấy ra súng nói dối hợp tác. Nobita bị sốc, cho dù tôi đã đi quá xa, tôi sẽ không làm bạn im lặng. Để Nobita nhanh chóng hiểu được công dụng của đạo cụ, Lan Mập chỉ vào con mèo trên đầu nói rằng đó là con chó. Nobita biết mình ngu ngốc, nhưng tôi không ngu đến mức không phân biệt được giữa mèo và chó. Thế là anh ôm con mèo và quyết định hỏi người qua đường. Nobita vừa tìm thấy Haru, Fatty Blue tung cú súc, hãy để Haru đưa ra câu trả lời của chú chó. Nobita tiếp tục đi tìm người để hỏi, Fatty Blue lại bắn, hãy để người qua đường A cũng đưa ra câu trả lời của con chó. Nobita cho rằng tiếng kêu của mèo không bao giờ lừa được người phải không? Sau khi Béo Lan ra tay, gâu gâu, cái gì? Bây giờ ngay cả Nobita cũng nghi ngờ rằng mình bị điên. Nhưng sự thật là, chỉ cần bạn bị trúng khẩu súng này, lời nói dối sẽ trở thành sự thật. Đây là chiến lược dùng lời nói dối để đánh bại lời nói dối của Fatty Lan. Anh để chồng đi. Ngay khi Siafu chuẩn bị chia tay Shizuka và Nobita, Nobita lạnh lùng bắn sau lưng, kết quả chồng tôi bị tát vào mặt như điên. Jin Xiang nói, bạn có ổn không? Mọi người ở trường mẫu giáo đều biết rằng ve sầu làm tổ trên cây. Giả sử bạn cao 1,2 mét, làm thế nào bạn có thể đánh bại một người đàn ông béo nặng 250 pound? Người chồng không tin vào tà ác lại đến gặp Satehu để tìm kiếm sự xác nhận. Nhưng sau cú sút lạnh lùng của Nobita, hổ béo cũng trả lời giống như Shizuka, nếu tôi dám chất vấn Fat Tiger. Hổ béo cũng không bận tâm, dùng nắm đấm sắt để dạy cho Siafu ý nghĩa của việc trở thành kẻ phản diện và nói quá nhiều. Chồng về nhà khóc, khóc vì người ngoài điên rồi. Họ thực sự nói rằng ve sầu là loài côn trùng xây tổ, đẻ trứng. Cú sút lạnh lùng của Nobita, mẹ chồng bịt miệng con trai, tôi sợ đứa trẻ này sẽ ra tay lừa mẹ tôi. Rồi anh kể về cuộc đời của con ve sầu. Khi bố mẹ ve sầu yêu nhau, chúng xây tổ trên cây, sau đó hai con côn trùng thay nhau ấp trứng, mưa hay nắng, chỉ để có thể mang con mình đến với thế giới này. Làn sóng thiệt hại này rất chính xác. Anh chồng nhỏ dùng chân phát hiện ra chính Nobita và hai người đang gây sự sau lưng. Tôi thấy chồng tôi vẫn như đang bị đánh và không ai có thể ngăn cản được. Lan Béo quyết định dùng chiêu cá mập của mình. Anh ta bịa ra lời nói dối về việc nuôi ve sầu làm thú cưng.
cưng, tin hay không không quan trọng, bạn có thể thắng trận chiến này nếu bạn khiến người khác tin tưởng. Thế nên khi người chồng bước ra đường, tôi thực sự đã thấy rằng ve sầu không chỉ có thể đi trên dây, nhào lộn như lăn bóng, anh ấy thậm chí còn nói chuyện và thực hiện trò chuyện chéo. So sánh với tiếng cười của người khác, cảnh tượng kinh ngạc của Tiểu Phúc suýt tràn cả màn hình. Thế là người chồng đặt một chiếc hộp lên cây. Tôi muốn tận mắt xác nhận liệu ve sầu có đến xây tổ hay không. Nobita và cả hai không còn cách nào khác là phải hoàn thành màn biểu diễn và thôi miên con ve sầu. Người chồng bị sốc, hóa ra tôi luôn là người sai, và ghi lại nhật ký quan sát của gia đình Cicada Baby. Tôi nghe nói chồng tôi sẽ nộp nó như một bài tập về nhà vào mùa hè. Ước chừng lúc đó ba quan của chồng tôi sẽ lại tan vỡ. Cách nhét đứa trẻ cao 1 mét vào túi nhựa. Túi của Fatty Blue được gọi là túi chiều thứ tư. Nhưng vào ngày này, túi của anh biến mất một cách bí ẩn. Nó không bị đánh cắp nhưng anh ấy đã giặt nó vì anh ấy thích sạch sẽ. Nhưng gã béo xanh không có túi chỉ là một kẻ ngốc. Điều này khiến Nobita cảm thấy mình không có chỗ dựa. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Fatty Blue, ngoài ra còn có một túi dự phòng. Và hai túi này hiểu nhau. Ví dụ, bạn có thể để sáo trúc ra vào từ đầu này. Rõ ràng là một nhà bình luận rất kỹ thuật, cảm giác như được Nobita chơi và đưa ra khỏi thế giới ngầm. Đừng nhìn Lan Béo dùng túi dự phòng để trộm, nhưng Nobita vẫn nhớ được khoảnh khắc quan trọng. Thằng béo xanh vừa đánh rơi sợi dây chuyền. Những lời này khiến Lan Béo xấu hổ nhảy xuống sàn và bỏ chạy. Và chiếc túi treo ngoài ban công, sau khi bị Nobita đụ nhanh với chỉ số IQ ấn tượng, đã trở thành sở hữu của riêng mình. Nhưng đúng lúc Nobita quyết định ra ngoài và lắp đặt trí tuệ nhân tạo, nhưng mẹ tôi ngăn tôi giả làm bê với lý do bài tập về nhà. Nhưng Nobita lại biết cách mở túi kho báu đúng cách, một hành động chộp lấy. Chúng ta cần dùng bất kỳ cổng nào để giải bài toán thế kỷ. Nhưng anh không bao giờ ngờ tới, cánh cửa nào cũng thực sự ném ra một quả bom vua, đưa Nobita đến gặp gia sư riêng. Suy cho cùng, chỉ có áp lực mới có động lực, để thưởng cho Nobita vì đã hoàn thành bài tập về nhà trước, thầy chu đáo cung cấp trọn bộ đề thi đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm. Sau khi làm xong bài tập về nhà, Nobita cảm thấy rất tự tin, quyết gặp vợ và tự thưởng cho mình. Đã quá muộn nhưng cũng còn quá sớm, mẹ như một pháp khí từ trên trời giáng xuống. Hãy để Nobita dọn rác mà cậu ấy đã tích lũy cả năm. Nobita đi ra bất kỳ cánh cửa nào, đối phương dẫn tới đâu không quan trọng, cứ vứt nó đi. Hoạt động mát mẻ của bất kỳ cánh cửa nào làm cho Nobita cảm thấy như mình đang mâu thuẫn với điều đó. Thế là anh chuyển sang dùng pháo nào, muốn sử dụng một cách khác để xuất hiện, lấy được trái tim của Shizuka. Kết quả, mảnh thiên thạch. Nobita ngồi trên bến cọc béo, không còn nghi ngờ gì nữa. Tập đề cập đến quả đấm sắt của FAT Tiger, vì đi gặp Shizuka có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Thế là Nobita quyết định mời Shizuka tới, và vật dụng mời cô ấy đến chính là chiếc túi này. Nobita nắm tóc Shizuka và kéo cô ra ngoài, bày tỏ lời xin lỗi. Nobita mượn hoa dân Phật và muốn dùng túi bảo vật để lấy lòng Shizuka. Không ngờ sự xuất hiện của chồng tôi đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người, bởi vì anh ấy có chữ ký của Shikamkun, và Shikamkun là học giả domain cấp 10. Ngay cả Shizuka cũng là fan chân chính của anh ấy. Thật đáng tiếc khi Shizuka lại là một thần tượng như vậy. Nhưng chồng tôi đã đến đó trước. Vợ chồng phải có chung sở thích, tình yêu sẽ lâu dài hơn. Vậy là Nobita đã lái UFO. Anh ta tiến về phía nhà Shikam một cách đầy uy lực, để không gây rắc rối cho Shikama. Nobita lại lấy hộ chiếu phổ thông của mình ra, bởi vì miễn là tôi có nó, bạn có thể ngồi ở hàng ghế đầu ngay cả trong buổi hòa nhạc của Jeju. Cả hai bày tỏ tình yêu dành cho đôi mắt nai không chút dè dặt. Mặc dù tôi đã lấy được chữ ký thành công, nhưng vẻ mặt bối rối của Shikamu đã thu hút sự chú ý của hai người họ. Hóa ra không biết ai vô tâm đến thế, thả rác vào khu dân cư tư nhân. Làm sao Nobita có thể chịu đựng được điều này? Đỏ mặt, bỏ hàng tấn rác vào túi kho báu. Bên kia, Lan Béo đang chuẩn bị tặng quà cho tình yêu mới của mình. Nhưng khi bạn lấy túi ra, bạn sẽ không tìm thấy gì ngoài rác. Kết quả là Lan Béo được sinh ra một mình ở nơi đó. Bên kia, Nobita vẫn đang trầm trồ trước chữ ký của Shikama. Tôi nhìn thấy gã béo xanh muốn gã cá mập, nhưng khi Fatty Blue hạ cánh thành công. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là những chiếc túi bẩn thỉu của mình. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ném nó vào máy giặt lần nữa. Nhưng ngay sau khi Lan Béo quay người rời đi, có tiếng kêu cứu phát ra từ máy giặt. Và giây tiếp theo, một người sống bước ra từ trong túi của Fatty Blue. Những gì chiếc kim này làm thật tuyệt vời. Chỉ cần đặt một cây kim lên bản đồ, giao hàng tới nhà bạn ngay lập tức. Có chuyện gì với Phen, Tòng, Gia? Hôm nay tôi hiếm khi làm bài tập về nhà nhưng lại quên nó ở nhà. Rõ ràng robot nuôi dạy con cái của tôi đã nhắc nhở tôi đêm qua. Không biết phải làm gì, tôi chỉ biết khóc. Nhưng ngay sau khi tôi bị kẹt và chạy vào lớp, tôi phát hiện ra rằng cuốn sách bài tập về nhà của tôi xuất hiện một cách kỳ diệu trên bàn làm việc của tôi. Chuyện này làm tôi băn khoăn. Sau khi trở về nhà, tôi đã học được. Hóa ra Fatty Blue đã sử dụng ống tim trái đất. Ống tim này tương đương với phiên bản chuyển phát nhanh cao cấp. Ví dụ, mẹ tôi muốn gửi gói hàng này đến nhà bà tôi, chỉ cần tìm nhà bà trên bản đồ. Vậy thì hãy cho tôi một cơ hội, sau đó cho vào gói và bấm. Giây tiếp theo, bà tôi gọi điện để cảm ơn tôi. Vì vậy, tôi, người có sự nhạy bén trong kinh doanh, vì vậy tôi đã mở đo rác các distress 10 mét một lần. Bất kể bạn trẻ hay già, thầy cô thường dạy chúng ta kết hợp công việc với nghỉ ngơi. Và lần này kinh doanh chuyển phát nhanh, có lẽ tôi có thể xây dựng đế chế kinh doanh của mình. Bởi vì tôi là một kẻ cùng vợ, vì thế tôi quyết định chữa trị miễn phí cho Shizuka suốt đời. Thật tiếc là hiện tại Shizuka không có dịch vụ chuyển phát nhanh nào để chuyển. Khẩu hiệu trẻ và nhanh, nhanh chóng mở cửa thị trường. Chỉ một ngày, khách hàng muốn gửi thư chuyển phát nhanh phải xếp hàng dài. Một số người trong số họ muốn sử dụng 10 mét để gửi tủ quần áo của mình, nhưng đôi khi cũng có người thấy phí chuyển phát nhanh 10 mét quá đắt. Vì vậy tôi quyết định tặng bạn một đơn
đặt hàng dùng thử miễn phí. Nhưng điều anh ấy muốn không phải là chuyển phát nhanh. Thay vào đó, hãy để tôi lấy 3 anim Seacam từ Siafu. Dưới áp lực của FAT Tiger, người chồng không còn cách nào khác đành phải giao anim Seacam mới nhất. Khi tôi rời đi, tôi gặp Shizuka, người nhờ tôi gửi một gói hàng có thể phục vụ Shizuka. Điều này khiến tôi vô cùng vinh dự. Trong khi đó, nhân viên của tôi đang làm việc chăm chỉ để gửi thư, gặp phải một nơi không thể nhìn rõ, chỉ cần dùng kính lúp để phóng to. Bằng cách này, bệnh có thể được chữa khỏi chỉ bằng một mũi thuốc, 2 mũi tăng cường cơ thể, 3 mũi trẻ hóa cơ thể. Như món đồ lớn cuối cùng đã được gửi đi, chuyến chuyển phát nhanh hôm nay đã hoàn tất và nhân viên của tôi cũng kiếm được nhiều tiền. Thế là anh quyết định ra ngoài mua Doreki. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ gửi thư tiếp theo. Tôi sao chép quả bầu và vẽ cái muỗng rồi gửi sách của FAT Hu qua đường bưu điện, sau đó đến gói của Shizuka. Tôi vừa bắn nó giữa đường, nhưng ngay sau khi tôi gửi gói hàng của Shizuka, nhưng tôi nhận được cuộc gọi từ FAT Tiger giúp tôi gửi hàng. Cảm thấy lạ, tôi ra phố tìm, nhưng tôi lại thấy cuốn sách nằm lặng lẽ giữa đường, còn cách đích đến 100m. Tôi tái chế truyện tranh khi đi ngang qua nhà FAT Hu. Đừng quên nhờ anh ấy đợi người đưa thư ở nhà. Cùng lúc đó, Shizuka gặp Lan Béo trên đường, hành lý trên xe phía trước, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của Shizuka. Cô ấy không hiểu tại sao lại hỏi tôi gói xuất hiện ở đây. Cả hai chạy theo xe, xe dừng lại, Lan Béo trèo lên cột điện thoại ngay khi tôi vừa định chạm vào cái gói, nhưng ba cuốn sách từ trên trời rơi xuống đánh Lan Béo cho đến khi không thể chết được nữa. Tôi một lần nữa lấy lại ba cuốn sách tôi đã gửi nhầm. Lần này tôi tìm thấy một chiếc kính lúp gia đình FAT Tiger trong gương cực kỳ rõ ràng. Tôi nhắm kim, nhưng một lần nữa tôi lại nhận được cuộc gọi từ FAT Tiger giúp tôi gửi hàng, vì lần này sách đã được chuyển lên sân thượng. Người đàn ông béo xanh đã giúp Shizuka chuyển phát nhanh. Ngay khi tôi chuẩn bị tự thưởng cho mình khẩu phần ăn, tôi thấy mình liên tục thất bại. Lúc đó anh ấy mới biết tôi đã giao cuốn sách lên sân thượng. Thế là anh ấy mách tôi mẹo là chip cho thật kỹ lễ điểm đạo bồ đề của tôi. Tôi nghĩ lần này sẽ thành công. Tiếc thay, cuộc đời là vô thường, ruột già cuốn quanh ruột non, chuyến chuyển phát nhanh của FAT Tiger lại thất bại. Chỉ vì tôi dùng quá nhiều sức, lần này chuyển phát nhanh được chuyển dưới lòng đất.